chào tất cả mọi người, lại thêm một cái mẫu đồng đi tiệc cực kỳ xuất sắc. Và phải nói là bên này hôm nay thì bên em nhập về toàn là cái siêu mẫu Xin chào tất cả các chị, lại thêm một cái mẫu đầm đi tiệc cực kỳ xuất sắc. Phải nói là cái đợt này bên em nhập về là toàn là siêu phẩm thôi các chị. Mẫu nào cũng cực kỳ xinh tươi luôn. Em đã mặc cho người làm một cái chiếc đầm xòe nè các chị ơi. Bẹt vai, phía ra nó sẽ có viền trắng cho các chị. Nhìn rất là xinh ha, nhìn vừa dễ thương nè, mà vừa sang trọng nữa. Nó sẽ có hai cái bảng dây lên cho các chị. Phần eo thì em có phối với lại một cái thắt lưng, tại vì cái này có size, hiện tại em đang mặc cái size lớn cho nên nó hơi rộng một tí xíu. Chất vải là bằng kaki lụa, có co giãn cho mọi người. Rồi lại gần cho các chị xem cái họa tiết nè, nền trắng họa tiết lá màu cam, màu vàng, màu hồng và màu xanh, nhìn rất tài xinh luôn các chị. Tổng thể của một cái đầm nó rất là nhiều màu nhưng mà nhìn vô nó không có nổi, kiểu như là nó không có đen da nè, khi mình mặc vô nó không có bị kén á các chị, không có bị xến nữa, nhìn rất là sang. Rồi quay một vòng cho các chị xem ha. Đó, phía sau đây, cái cổ của nó là cổ bẹt vai và nó có hơi nghiêng về cái phần cổ tim một tí xíu á các chị. Tạo cảm giác như là cái vòng một của mình nó sẽ đầy đặn hơn nè. Rồi cái phần xòe này nó che được bụng cho các chị. Và cái eo nó rất là thon gọn. Có 3 màu tổng cộng, bây giờ chắc em sẽ chuyển nhanh cho các chị coi đi. Thử hai cái màu còn lại là cái màu gì ha. Rồi đợi em chút xíu nha. Rồi đây các chị ơi, một cái tông màu tiếp theo như lúc đầu em mặc là cái nền màu trắng ha. Họa tiết hoa màu cam, màu xanh, màu hồng và màu vàng. Thì cái đầm này thì nó sẽ họa tiết của nó là màu vàng, cũng giống như là cái kia vậy á. Họa tiết là màu vàng, là màu xanh, là màu hồng và cái xanh nó xanh nhạt. Và cái nền chính của nó là màu xanh luôn các chị. Cho nên nhìn tổng thể thì cái màu chính của cái đầm em đang mặc là màu xanh. Các chị mặc vô nhìn rất là trắng da ha. Rồi phía sau lưng nè. Đó, dễ thương cực kỳ. Như cái đầm này thì em không phối thắt lưng thì nó sẽ có hơi rộng eo một tí xíu, nhưng mà tùy vào các chị mặc thôi, mình có thể phối với thắt lưng màu trắng, màu trong như em lúc nãy phối thì bên em có bán kèm luôn nha. Và cái đầm này thì là phom xòe ngắn chứ không quá dài, các chị nằm mà hơi thấp người thì mình mặc cái đầm này nhìn rất là cao, đảm bảo các chị là mặc mẫu này đi tiệc nhìn nổi bật lắm luôn á. Và còn một cái màu nữa thì giờ em chuyển nhanh cho các chị xem, nãy giờ em mặc tổng cộng 2 màu rồi đúng không, còn một màu nữa đợi em chút xíu nha. Rồi đây các chị ơi, màu còn lại cuối cùng thì khi mình nhìn vô thì biết ngay là cái màu này là màu vàng, là tông chính đúng không các chị. Như hai cái màu kia thì em phối với lại giày cao gót nè, thì các chị mang đi tiệc rất là phù hợp. Và cái phối lần này của em thì em sẽ phối với là một cái túi cối, một cái nón vành. Thì khi các chị đi biển, mặc cái mẫu này vô vẫn rất là xinh đúng không. Nhìn dễ thương nè, chụp hình lên sóng ảo cũng cực kỳ đẹp luôn. Rồi phía sau lưng này các chị, phom ngắn ngắn thôi, nhìn rất là cưng, tôn được dáng rất là nhiều luôn. Nó có bẹt vai, nó sẽ che được cái bắp tay lớn cũng như là cái vai ngang cho các chị. Có cái bảng dây đai lên, không có sợ bị tuột cho các chị. Mặc cái đầm này cực kỳ thoải mái, tại vì